Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.200 cử tri ở 11 điểm cầu tại thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương. Đồng chí Phan Đình Trạc thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm mà cử tri thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương gửi gắm nguyện vọng nếu trúng cử, đồng thời giải trình làm rõ thêm các nội dung liên quan đến phòng chống tham nhũng, giải pháp nêu cao phòng chống tham nhũng trong thời gian đến nếu trúng cử mà cử tri đặt câu hỏi quan tâm. Cần phát huy vai trò cơ quan dân cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng. Theo chương trình, đồng chí Phan Đình Trạc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tiếp xúc cử tri huyện Đức Trọng và Học viện Lục quân đến hết ngày 12 tháng 5.